Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại có một ít hàng, rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Đây là những cái tác phẩm quế em chơi khoảng 1-2 ngày nữa là em dưỡng hoa các bạn. Thì ở đây là những cái chậu quế Hòa Bình cũng như là hàng của Thanh Hóa. Nó em nuôi từ nhỏ cho nên là nó rất là đẹp và cần hoa nó rất là dài các bác nhé. Ngồi trong nhà thì cực kỳ thơm luôn anh em ạ. Đây là những chậu tác phẩm phải nói là tuyệt vời luôn anh em ạ. Đây có những chậu như thế này thì bác nào muốn mua thì em cũng có thể giao lưu với mọi người được. Đấy. Ở trên này có luôn này. Đó. Chậu này thì rất là to, tuy nhiên là ở đầu ngọn thì cũng có mấy nụ nó bị vàng, chắc là do nó thiếu nước các bạn. Thì em cũng sẽ chơi một hôm nữa rồi em dưỡng hoa. Với những cây này thì phải nói là nó quá tuyệt vời. Các bác xem những cái tố chất của những cây như thế này. Đây là những cây quế Hòa Bình nó đang độ nở căng anh em này. Và nó phải nói là hoa nó to cũng như là cần hoa nó rất là dài các bác nhé. Đấy. Nhìn nó rất là khác với hàng quế miền Trung. Em thì em không chê nhưng quế miền Trung thì lá nó hơi nhỏ các bác. Còn cái này thì cần hoa nó dài và nó được lâu. Được lâu các bác nhé. Chơi như này để trong nhà em cũng chơi được tầm khoảng 1 tuần rồi anh em ạ. Thì hôm nay em cũng có một ít hàng, rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Thì em xin vào mời các bác xem video. Ở phía trên này là chậu, những cái chậu HO, hàng tác phẩm, dành cho anh em nào mà muốn sưu tầm giống mọi người nhé. Giá bây giờ thì gọi là buồn cười lắm anh em ạ. Chậu số 1 em bán với giá là 140.000. Một chậu 2 thân rất là dài. Đây các bác này. Đấy, lá nõn ở đây nhé. Thôi rồi luôn. Hàng này cây rất là đanh. Đấy, 140.000. Chậu số 2. Chậu số 2 này cũng là một chậu 2 thân, lá nõn rất đẹp. Đấy, 2 thân, một thân ngắn, một thân dài các bác nhé. Tuy nhiên thì nó lại thêm một ít kỳ dưới này nữa. Thì em bán chậu số 2 này với giá 150.000. Chậu số 3 em bán với giá là 100.000, cũng là một chậu 2 thân. Chậu 2 thân này, kỳ trên thân thì nó cũng không có. 2 thân các bác nhé. Những cái chậu này là lúc nhập con giống là cứ 550 một kỳ, lúc thời điểm là sập rồi đấy. Nhưng mà nuôi sau một thời gian là bán coi như là mất giá. Nói chung là cái chuyện đấy thì kinh doanh buôn bán thì cũng vẫn phải chấp nhận thôi. Đấy. Chậu số 4 100.000. 100.000 thì chậu này một thân, rất khỏe và kỳ của nó đây các bác nhé. Đấy. Chậu số 5 là một chậu 120.000, cũng là một chậu 2 thân. Một thân ngắn, một thân dài. Đấy. Và kỳ này. Chậu số 5 này có vẻ như hơi rẻ đấy các bác. Đấy, bác nào mà xem được đến hết cái video này thì chắc là chậu số 5 này cũng sẽ bay sớm thôi. 120.000 các bác nhé. Đấy, em đánh số thì nó cũng xem như nhau thôi. Chậu số 7 150.000. Chậu số 7 này thì một chậu 2 thân rất là dài. Đây cái thân này dài. Nhìn nó dạp hết xuống luôn các bác. Dạp hết xuống luôn. Thì trên thân nó có 2 kỳ, còn cái đầu kia nó quẹt xuống đất này. 150.000 các bác nhé. Chậu số 8 120.000. Đấy các bác này. Chậu số 8 120.000. 5 gánh trắng HO Hiển Oanh đấy các bác. Chậu số 9 cũng là một chậu 120.000. Đây 2 thân, lá nõn đây các bác này. Kỳ đây. 120.000. Chậu số 10 là một chậu 5 gánh trắng. À, em xin lỗi, là một chậu quế trắng tháng 8. Hôm trước vừa đăng lên có một bác hỏi nhưng mà sau đấy lại nghĩ là nó mới trồng nên là nó không ra gì. Thực ra thì những cái cây này á, nó ra rễ rất là tốt các bác nhé. Và kể cả mùa đông nó cũng không vấn đề gì. Em tách cách đây khoảng hơn tháng rồi thì rễ nó ra, đang ra đây. Thì em bán chậu này ở chậu số 10 với giá là 200.000. Chậu này dáng rất tuyệt vời anh em nhé. Chậu số 11 là một chậu HO 4 thân. Cái
Điểm trừ duy nhất là cái lá của nó, nó như kiểu bị thiếu vi chất đấy các bạn. Đấy, thiếu vi chất. Thì chậu này em bán với giá là 130.000, chứ nó không phải là thối anh em nhé. Đây nhìn như này cũng không phải thối đâu, cái ki nó đấy, không phải thối, nó chỉ thiếu vi chất thôi. Đấy. Chậu số 12, chậu số 13 là hai chậu Long Kinh Trắng Bảo Duy vẫn là hàng ế. Không biết là vì sao, có thể là anh em người ta cũng hơi bị hồ nghi về cái nguồn gốc của những cây này. Thì xin báo cáo với anh em là vườn của Vũ Hoàng Giang mọi người nhé. Thì trước đây bọn em cũng đã gọi là đua đòi đi làm giàu, gọi là làm kinh tế thì cũng có vào. Năm anh em chia nhau, mỗi anh em 295 triệu để đặt lúa non ấy. Nhưng mà bây giờ cây thì nó cũng, cây que thì giờ nó cũng sập rồi, nên là gọi là cũng mất thì mất rồi, nhưng mà cũng không không ấy thêm nữa. Thì em bán là 1.400k. Đây là bảo duy thật anh em ấy. Anh em cứ nhìn cái lá này, chứ còn bảo duy mà dài hàng mét mà như những cái cây ho này bán có 300-400 nghìn, đấy là bảo duy hàng gieo hạt anh em nhé. Đây là bảo duy thật này. Chậu số 14 cũng là một chậu Long Kinh Trắng Bảo Duy, cũng trong lô gọi là lúa non ấy. Từ năm 2 tháng 8 năm 2021 mới được bàn giao kỳ. Thì đây nó dài được bằng này rồi anh em ạ. Từ cái hồi đăng lên là cũng có lẽ anh em thấy nó cao quá nên là cũng chưa chốt. Thì hôm nay em bán chậu số 14 là 5.200.000 đồng. Đây là một cây tầm cao này. Cái này có năm 2021 thì chắc là cũng có số má luôn đấy. 15-20 tỷ là có cây này luôn đấy anh em ạ. Thì bây giờ giá nó sập rồi nên là em bán thế thôi, 5.200.000 để cho bác nào sưu tầm. Đây là hàng mầm gốc nhá, em nhắc lại là hàng mầm gốc nên nó đang đà lao rất là mạnh. Để đến cuối năm thì nó có thể lên đến 3-4-4-50 phân ấy, vì bây giờ nó 30 phân rồi mà lá nõn nó tiếp tục nó đang mở. Thì đây là gọi là cây cao tiền trong vườn, nên là rất mong anh em liên hệ để cân nhắc mua đấy. Thì chậu số 15 là một chậu kẻ EASO. Chậu kẻ EASO này như các bác thấy là nó kẻ cả thân luôn này. Đấy, nhìn nó siêu đỉnh cao luôn. Chậu này thì em bán với giá là 550.000, càng lên cao càng đẹp các bác nhé. Đấy, tại sao lại như vậy? Bởi vì đây cái chậu kẻ phong trần đây, 400.000, bé ti ti đây. Đấy, xem các bác thấy thì chậu nào đẹp hơn đúng không ạ? Cái chậu kẻ ESO này chẳng qua nó không đủ cái độ uy lực về thương hiệu thôi các bác. Đấy. Chứ còn thì nó đẹp hơn, em khẳng định nó đẹp hơn. Hoa khôi Bắc Giang 3.4 triệu đây các bác này. Đấy, có lên được tí kẻ nào đâu. Thì thôi thì mua thương hiệu thì vẫn phải gọi là cắn răng anh em nhé. 550 chậu này về chơi được cả thân lẫn lá. Đấy, kẻ cả sọc cả thân luôn. Chậu số 16 là một giò đùi gà. Giò đùi gà này thì cái độ to của nó thì khủng khiếp rồi. Năm ngoái đã đi gọi là triển lãm ở Lai Châu đấy anh em ạ. Chậu đùi gà này nở rất là đẹp. Đùi gà tròn nhé. Em bán với giá là 2 triệu. 2 triệu đấy anh em ạ. Hàng thuần rất là lâu, thuần lũa. Và ghép ở đây là tổng là 5 khóm. 5 khóm vào với nhau. Đấy. Em mới lấy ở vườn lên cách đây 2 tháng thì lên đây để chăm sóc cho nó kỹ. Nhưng mà có lẽ là nó vướng quá nên là bác nào sưu tầm thì em gửi cái chậu này cho. Chậu này đến mùa hoa nó nở thì thôi rồi luôn anh em nhé. Đấy, thì chia sẻ với anh em như vậy. Còn một số về mặt hàng Tây Bắc dược liệu thì rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Em xin mời các bác tiếp tục xem video. Đây là cái giàn dưới của em. Thì em cũng đã hạ tương đối quế xuống dưới giàn dưới rồi, xuống dưới nhà rồi. Đây là những chậu quế phải nói là cũng rất to và rất đẹp, nhưng mà em lại không mang xuống được vì nó rất là dài. Đấy. Đây, rễ của nó bám luôn cả vào xuống đất luôn. Chậu này giao lưu với anh em 3 thân, 1.900.000 đồng.
hàng quế xịn mọi người nhé. Đây các bác thấy cái cây của nó đây. Thực ra những cái hàng tác phẩm này thì em cũng có ít thôi mọi người, có ít thôi. Chỗ này thì rất là nhiều hoa, chỗ này nhận gửi xe cho các bác nhé. Chậu này thì hoa lại siêu to khổng lồ luôn này. Bốn vòi hoa. Công nhận nó lực nên là nó ra hoa khỏe thật. Không bị con gì trích luôn anh em ạ. Chậu này thì hôm trước báo với các bác là 1.900.000 đồng. Hàng tuyệt vời và đỉnh cao. Em chỉ nhận gửi xe thôi nhé. Em không nhận xa nữa vì xa nó rất là khó, đến khi tay các bác cũng khả năng là không còn được ngắm nữa. Đây, 1.900.000 đồng, quế bản lá dày, quế Hòa Bình anh em nhé. Ở dưới này là cái kho thì em bán thêm thôi các bác nhé. Thì vẫn như mọi khi thì giới thiệu với các bác cái thuốc dạ dày đại tràng của em Lò Thị Dịu này. Cái loại này chữa viêm loét hang vị, đau thượng vị, trào ngược, nhiễm khuẩn HP, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa. Nó là lá cây nghiền và nó nang vào nên là các bác uống nó cũng rất là dễ. Trước đây nó là dạng bột cơ. Thì cái này anh em người ta bị và người ta cũng mua rất là nhiều và có rất nhiều bác đã khỏi. Thì em bán một liệu trình 720.000 bao ship cho anh em. Thì giá vẫn không đổi. Nếu mà bác nào hôm nay lấy thì em bớt cho các bác 20.000. Thì tháng 9 này em, đây là cái video bán hàng đầu tiên. Đấy. Em có cái đông trùng hạ thảo của Huy Cương Lai Châu, hàng loại gãy, loại 3 đấy. Thì em bán cái lọ này, có cả vỏ các bác nhé. Vỏ này thì em bán với giá là 215.000 một hộp. Nói chung là những cái hàng này rất là tốt. Cái miến thì em có hai cái loại miến, đó là miến bình lư và miến thái tây. Cái miến này thì các bác dùng ăn lẩu rất ngon này, 75.000 một cân. Cái miến này thì dùng để xào. Cái này đều là sản phẩm nông nghiệp ở huyện, các huyện trong tỉnh nên là các bác cứ yên tâm dùng, nó được đánh giá ô cốp. Đấy. Thì em bán với giá là 75.000 một cân. Bên này em có cái mật ong đắng. Mật ong đắng thì nó là một cái loại kháng sinh cực tốt. Năm nay thì em chỉ có một bình vắt được khoảng 7-8 lít thôi. Còn đâu là toàn là ong khoái. Đây là ong khoái đắng nha. Còn đây là ong khoái ngọt này. Ong khoái ngọt này thì vẫn giá là 280.000 đồng một cân. Các bác gặp shipper đến, các bác vặn ra các bác uống thử. Chỉ cần mở ra như này là thơm nức rồi. Thì em vừa mang lên nhà, dưới nhà lên những cái xô. Những cái bình như thế này thì đều là những cái màu mật của tháng 3, rất là thơm, rất là ngon các bác nhé. Đấy, thì đây là những cái mà trước đây nó phình lên cơ, sáp nó nổi lên nhưng em đã bỏ sáp ra rồi vì nó đẩy cái nắp xô lên thì mở ra là thơm nức luôn các bạn. Đấy, thì anh em nào mà chưa tin thì em ship cho dùng thử, vặn ra uống. 280.000 một cân, cả khoái lẫn đắng các bác nhé. Lá mát gan em bán hôm nay bán 70.000 một cân. Đấy. Một loại tiếp theo đó là hạt sang hay còn gọi là hạt xanh ấy. Hạt xanh này thì em bán với giá là 55.000 một gói, rẻ nhất trên YouTube luôn anh em nhé. Hạt dổi thì hôm nay bán sale cho anh em với giá là 390.000 một cân. Chưa năm nào giá hạt dổi nó lại rớt thảm như năm nay. Quế ống, loại này loại 1, hàng quế điếu 190.000. Các loại gia vị quế hồi mắc khén là nhà em đều có các bác nhé. Cái chẩm chéo này thì em bán 50.000 ba lọ, cứ mix cho các bác hai lọ vuông một lọ tròn hoặc là có tròn có vuông. Cái này anh em lưu ý là về chúng ta nó đã có cái hạt dổi và mắc khén rồi, cho nên là anh em cho một chút tương ớt này, rau mùi này, một ít chanh này, mì chính rồi là tỏi thì nó sẽ ra cái món chẩm chéo. Ở đây người ta không làm nó ướt vì là cái bảo quản nó không được lâu. Nhưng mà
cái gia vị chấm này nói chung là nó cũng khá tiện các bác nhé. Bác nào ăn quen thì chúng ta mua về dùng trải nghiệm thử. Cái thuốc dạ đặc trị xương khớp và gút em bán với giá là 190.000 đồng một gói. Đây là cái thuốc của người Mông, nó là cây của người Mông các bác. Thuốc này thì báo cáo với anh em là nó có vị đắng và nó có tác dụng rất là mạnh. Xương khớp bị đau, thoát vị đĩa đệm và chữa gút. Đây là hàng gọi là em lấy ở của một anh người Mông về, chứ còn em thì không biết đến cái cây này nó mọc hình thù nó như nào đâu mọi người. Cái thuốc này rất là tốt các bác nhé. Anh em nào bị gút thì coi đây là một sự trải nghiệm tuyệt vời nếu uống cái loại này. Như mọi khi thì em vẫn sale cái bộ dao này là 390.000 một bộ như thế này các bác nhé. Gồm một con chặt gà vịt, một con chuyên thái và một con đề ba lọc. Những cái này nó đánh rất là hiện đại và đánh thủ công, rất là tuyệt vời. Và em sale dưới giá nhập, hình như đây bộ này còn tầm khoảng 2-3 con, em xin lỗi là 2-3 bộ nữa thôi các bác nhé. Trước nhập hơn 400. Thì các bác cứ mua về các bác dùng thử. Còn cái đây là con chặt gà vịt, em bán với giá là 165.000 một cây. Hàng chống dính, thép nhíp, cán cẩm chỉ các bác nhé. Dùng cực kỳ tuyệt vời đối với những con như thế này. Con này thì 135.000 chuyên thái. Hàng nhọn em cũng có các bác. Thì các bác lấy loại nào thì cứ nhắn cho em. Còn cái cây thái nhỏ hơn như này em bán 110.000 các bác nhé. Rất là rẻ. Tinh dầu xả thì em bán là 390.000 đồng một lít. Một chai này thì 190.000. Thuốc ngứa thì em về cái loại này em bán là 20. Các bác lấy 2 lọ thì em bán 20.000 một lọ, một tuyếp. Ngứa này, ngứa không rõ nguyên nhân, tự nhiên nổi ban ngứa thì chúng ta dùng cái này. Hoặc là nấm ngứa, á sừng, tổ đỉa, vảy nến thì dùng cái loại này. Nấm móng cũng dùng cái loại này các bác nhé. Đây là của Bảo Khang. Em bán duy nhất hai cái loại này, hàng của nội địa Trung Quốc. Duy nhất hai loại này thôi. Đây. Thì trên đây là một số cái mặt hàng bên em. Rất mong được các bác ủng hộ. Ngoài ra em còn chè, hoa đu đủ đực, long nhãn, quả nhàu. Rất nhiều những tác gọi là những cái đồ gọi là ngâm rượu. Em xin chào mọi người.